bự nha, tôi tính tiền bự. Tôi cho lựa thoải mái luôn, ai ăn bự tính tiền bự. Phải heo chặt không có đều, lựa cắt bự bự, ăn miếng gì đã ăn miếng, miếng còn nửa trăm gram á, ăn cắn lỡ thơm liền. Chứ qua mà cắt nhỏ nhỏ như người ta không. Khi bán không đủ chả cua nữa, làm chả cua hả, nhồi nhồi cũng cực, mà nắng viên ngồi nắng ngồi muốn nghỉ lưng, tại 20 kg được xây lận, nắng nó lâu đó, thả hai thao vô luộc dầu trực cực, chả cua luộc đến 2 lần lận, cái gì chả cua làm cực. Giò thì có 4 loại, gừng, móng, xương nạc, cái giò có da, với thịt món thịt sắc. Ai muốn ăn thì kêu thịt sắc đầy đủ, muốn ăn thịt sắc đầy đủ, hay là ăn móng thì đủ, ăn gân thì đủ, ăn giò nạc thì đủ, hay là xương nạc thì đủ đó, hay ăn giò có da đó, tùy theo. Mà vô phải hỏi người ta rồi, nhả hên xui là nhiều khi bán 8 kg, 7 kg, 9 kg hay là 10 kg cũng chung chừng hên xui. À bữa nào người ta ăn trả nhiều bán nhiều, bữa nào ăn hết thì bán ít vậy đó. Lựa cắt bự bự, ăn miếng thì đã ăn miếng, miếng còn nửa trăm gram á, ăn cắn lỡ thơm liền. Hôm qua mà cắt nhỏ nhỏ như người ta không, cái miếng chả của tôi không thấy chưa, miếng mà bự không mà không cắt miếng chả nào cũng ra miếng hết trơn. Tôi bình thường của tôi là 40 ha, còn ai ăn giò bự thì tôi tính tiền bự, tôi cho lựa thoải mái luôn, ai ăn bự thì tính tiền bự. Phải heo chặt không có đều, cục lớn cục nhỏ, cục lớn cục nhỏ, cái nhỏ thì mình xem được sắc sen chả nào vô đầy đủ 40, còn bự nên ăn 2 cục thì tính tiền thêm 40-50, ăn 50-50, 55 rồi đó. Sớm là 2 giờ mấy 3 giờ, còn chị trễ là 4 giờ, 4 giờ bán đến 10-11 giờ, nhưng mà còn khách thì bán 12 giờ, còn khách tôi dọn liền à, 5-6 giờ đó mà đông đúc luôn á. Khách tôi ăn là khách quen rồi, mà nhiều khi có mới món mới là lạ lại ăn, khi đợi lâu thì dần lẫy, nhưng mà ăn được 1-2 lần người ta cũng ăn quen rồi, từ cũng phải đợi rồi, tại vì ăn chỗ khác không có vừa miệng, người nào cũng vậy á. Tôi mà nghĩ thời gian cái lại ăn, người ai cũng hay bán vốn, ăn chỗ khác cái nó không có vừa miệng, không ngon nữa kia.